Dù đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất và được bố trí khu tái định cư ổn định cuộc sống, nhưng các hộ dân nằm trong vùng dự án đường kết nối đường DT387 với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thuộc xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi đã lấn chiếm khu vực này làm nơi sinh sống, sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, làm ảnh hưởng đến việc thi công. Diện tích đất thu hồi phục vụ dự án đường kết nối đường tỉnh 387 với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng tại địa bàn xã Bãi Sậy gần 1.800 m². Trước đây, khu vực này thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đã thực hiện giải phóng mặt bằng từ năm 2013. Đến năm 2022, khu vực này được quy hoạch thuộc dự án đường kết nối đường tỉnh 387 với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Sau 10 năm giải phóng mặt bằng, dù đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất và được bố trí khu tái định cư ổn định cuộc sống, nhưng 14 hộ dân này đã lấn chiếm khu vực này làm nơi sinh sống, sản xuất nông nghiệp, kinh doanh. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, cho thấy sự thiếu sát sao, buông lỏng trong công tác quản lý đất đai làm ảnh hưởng đến việc thi công dự án. Khi mà người dân người ta đã sử dụng hoặc là người ta lấn chiếm thì người ta đã xây dựng trên đó. Thế cho nên là mình mà không làm kịp thời thì thứ nhất là vừa ảnh hưởng đến cái tiến độ thi công, thứ hai nữa là cũng ảnh hưởng đến kinh tế, đến tài sản của người dân. Kiểm tra những cái khu đã giải phóng mặt bằng, thậm chí là cả những khu vực mà đã trao mặt bằng cho bên thi công. Để khi mà phát hiện những cái việc mà tái sử dụng hoặc lấn chiếm thì chúng tôi phải xử lý ngay. Để trả lại mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, xã Bãi Sậy đã nhiều lần tổ chức gặp mặt, vận động, thậm chí hỗ trợ nhân lực, máy móc để tháo dỡ các công trình lấn chiếm. Đến tháng 8 năm 2023, công tác tháo dỡ công trình lấn chiếm mới được hoàn thành. Bên cạnh việc vận động một hộ còn lại chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xã Bãi Sậy đã huy động cả hệ thống chính trị, đặc biệt phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm đất vùng dự án. Chúng tôi tiếp tục bám nắm địa bàn và tuyên truyền vận động người dân đồng thuận với chính quyền và chấp hành tốt cái chủ trương chính sách không lấn chiếm để bàn giao cái mặt bằng cho đơn vị thi công. Vụ việc tại xã Bãi Sậy là bài học kinh nghiệm để các địa phương tăng cường công tác quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, tránh tình trạng vi phạm trong thời gian dài gây khó khăn, phức tạp trong công tác khắc phục.